Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận Hồng và Chuyên. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và những cán bộ cao cấp của Bộ Quốc phòng vừa dự một buổi lễ công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến ở trên mạng. Vào đầu tháng 1 năm nay, và cái lực lượng mới này của quân đội sẽ tập trung vào làm việc ở trên Internet và gọi là để bảo vệ Tổ quốc. Nguyễn Xuân Phúc còn yêu cầu Bộ Tư lệnh là phải tinh gọn, trang bị vũ khí phải đồng bộ và hiện đại nhất và tuyệt đối là không để các thế lực thù địch móc nối làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội. Tạp chí Quốc phòng Toàn dân của Bộ Quốc phòng Việt Nam gọi không gian mạng là chiến địa và cũng kêu gọi phải cảnh giác, đấu tranh loại bỏ những thông tin xấu độc mà nhà nước cho là thế lực thù địch. Cùng một mục đích, một cái gọi là lực lượng 47 gồm có 10.000 người, cũng vừa mới ra đời và được Thượng tướng Cộng sản Nguyễn Trọng Nghĩa là phó chủ nhiệm của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiết lộ rằng lực lượng 47 là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng vừa hồng vừa chuyên. Vừa hồng vừa chuyên này có nghĩa là vừa phải giỏi giang mà phải ngoan ngoãn trung thành nữa. Theo như lời chỉ dạy của Hồ Chí Minh trong cái bản ghi chúc, đoàn viên và thanh niên ta nói chung là rất tốt, mọi điều đều hăng hái xung phong. Đảng ta cần phải chăm lo, giáo dục, đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế, xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên. Nhìn chung những hình thức kiểu loại bỏ những tin tức nói xấu chế độ gọi là thế lực thù địch là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước Cộng sản. 10.000 người trong cái gọi là lực lượng 47 này thật ra đó chỉ là những đám vô lại có tên là dư luận viên. Họ có nhiệm vụ tranh luận với các quan điểm đi ngược lại với chính quyền và họ được chỉ đạo bởi ban tuyên giáo. Thường thường chúng dùng chữ nghĩa rất hạ cấp để đối đầu với những lời chê trách Đảng. Đây cũng là chính sách Việt Cộng đã học theo Tàu Cộng. Vì từ năm 2010 thì Trung Cộng đã có một hàng ngũ gọi là bình luận viên, mà được nhà nước trả lương để tung những bài bình luận theo đường lối của nhà cầm quyền lên mạng. Vào thời điểm đó thì có khoảng là 300.000 người được mệnh danh là quân đội 50 xu. Vì một bài bình luận họ đưa lên mạng thì được trả 50 xu. Do đó muốn có nhiều cái 50 xu thì phải viết nhiều bài để chửi bới tục tằn và đưa tin giả đến nền bờ chế độ và diệt những mầm mống chống đối. Do đó không ai còn lạ gì những cái bài viết của dư luận viên của cái gọi là lực lượng 47 nữa. Thưa quý vị, theo thông cáo chung của ngày 5 tháng 1 năm 2018, thì Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người, thì trong năm 2017, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp chưa từng có. Và họ cũng kêu gọi mạnh mẽ cộng đồng quốc tế hãy làm áp lực đối với Hà Nội phải thực thi nhân quyền, vì Cộng sản Hà Nội cứ dựa vào cái điều 79, 88 và 258 để thực thi những bản án rất vô cớ. Để tỏ ra là một chế độ biết lắng nghe, cho nên Đảng Cộng sản đã tuyên bố sẽ tu chính những điều luật trên. Thực tế, đó là họ dùng cách mà chơi chữ và chỉ thay đổi số thứ tự trong cái gọi là bộ luật hình sự mà thôi, cũng như là hình phạt về mỗi tội danh. Như điều 258 gây ảnh hưởng xấu, nay là 331, điều 79 nay là điều 109, điều 88 nay thành 117, và còn gọi là người chuẩn bị phạm tội này thì có mức án tù bao nhiêu. Tội danh chuẩn bị phạm tội cho thấy là một sự đàn áp phi lý dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì gán cho ai cũng được và bất cứ trong trường hợp nào cũng được. Và những cái gọi là Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, lực lượng 47, lực lượng cờ đỏ là những công cụ sắt thép của Đảng và Nhà nước Việt Nam để chỉ lo có mỗi một chuyện là đàn áp người dân. Bất luận đàn bà con gái, cụ già với tội danh là chuẩn bị phạm tội âm mưu lật đổ chính phủ, chuẩn bị phạm tội âm mưu bôi xấu chế độ. Thay vì lo cho dân và bảo vệ Tổ quốc, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành triệt để di chúc của Hồ Chí Minh là đàn áp chuyên cần dân chúng và phải trung thành với Đảng, hồng với chuyên, đến thế là cùng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.